mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một loại son. Cái son này lúc mà mình dọn lại cái túi son của mình ấy, thì mình mới thấy son này và kiểu lúc mà mình kiểu tìm kiểu thỏ son mũi cũ ấy, mình sẽ đánh kiểu liên tục trong 2-3 ngày gì đấy, xong rồi lại quay về mấy thỏ son mà mình hay dùng. Đây, hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một là của Cloud Lipchin. Và cái hồi cái mình mua cái son này chắc cũng phải hơn 200 hay sao ấy, tại mình mua là cái đợt mà nó ra mới được mấy tháng thôi, và lúc đấy là bạn mình kiểu cái son này ra cái là bạn mình đã mua luôn rồi. Và hôm đấy thì mình đi mình cũng có đánh thử ấy, và mình thấy cũng khá là xinh cho nên là mình đã mua cái thỏi này. Thỏi pase này thì mình thấy là cái thiết kế của nó ấy, kiểu packaging lần này thì mình cực kỳ thích. Nếu như mà mọi người đánh mấy cái thỏi trước thì nó toàn là nắp trong ấy, xong vỏ là cuộn băng giấy, nhưng mà cái bản này thì mình thích hơn. Đây, nắp nó như thế này và thân là thân lì. Nhưng mà cái mình không thích ở cái son này là mặc dù với bản son lì này thì cái vỏ này này, cái thân này thì son lì thì nó đúng là kiểu nhìn nó xa, nhưng mà nó kiểu mọi người phải dùng kiểu phải giữ ấy, nếu không là nó sẽ bị bẩn. Như mình là nó bị dính vân tay với cả cái gọi là dính một ít lớp kem che khuyết điểm. Màu mình mua là của Imanen. Cái màu Imanen này lúc mà kiểu Pase tung ra mấy cái màu swatch đầu tiên ấy thì mình thấy nó mình đã rất thích ở màu này rồi. Nhưng mà mình kiểu chưa chắc chắn ấy. Nhưng mà hồi đấy bạn mình mua và bạn mình cho mình đánh thử, xong rồi từ đấy mình mê luôn cái màu này. Imanen thì mình thấy cái chất son này so với những cái gọi là những cái màu của bản này Pase khác thì mình thấy ai cũng nhận xét là kiểu màu này là màu kiểu chất son là thích nhất, dễ tán mềm và mướt nhất. Màu Imanen này thì là một, mình không biết nó gọi là một màu gì nữa, lúc mà đánh lên môi ấy, mọi người thì nếu như mình đánh một lớp nhẹ thì nó ra gọi là lớp chin đỏ hồng, còn nếu như là đánh thêm một hai lớp nữa ấy, thì là nó sẽ ra một màu gọi là đỏ lạnh trầm. Nếu như mà mọi người đi học hoặc là đi làm ấy thì mọi người chỉ cần một lớp nhẹ thôi, nhưng mà nếu như mà kiểu tối mà mình đi chơi kiểu đi tiệc thế này ấy, thì mọi người đánh thêm 1-2-3 lớp nó ra một lớp đỏ lạnh chồng, cái màu ấy nó gọi là kiểu nhìn nó rất là kiểu sang chảnh và quyền lực luôn ấy. Được rồi, về chất son thì mình thấy là cái này mình rất ưng. Thật ra thì chất son 3C chưa bao giờ mình phàn nàn cả. Màu nó giữ thì cũng khá là ok, mình ăn uống thì nó cũng chắc là ban đầu kiểu đánh nhẹ là đỏ hồng ấy, cho nên là lúc mà nó phai ra thì nó cũng giữ lại cho mình một lớp kiểu đỏ hồng nhẹ nhẹ thôi. Được rồi, vậy là video mình đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video mình và hẹn mọi người trong video tiếp theo nha.